Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với buổi livestream trực tiếp tại Bệnh viện Thẩm mỹ MCAS. Và trong buổi livestream ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một vị khách hàng và chị gặp vấn đề ở phần bụng của mình. Sau khi mà trải qua hai lần sinh con thì bụng của vị khách hàng này gặp vấn đề là mở thừa ở phần bụng trên cũng như là phần bụng dưới. Ngoài ra mở thừa ở hai bên eo của chị còn có nhiều. Và cái cơ bụng của chị thì bị thoát vị, chính vì vậy nên là nó không có co khép lại được và phần da nó cũng sẽ bị nhão nhé. Và trước cái tình trạng này thì các bác sĩ của bệnh viện MCAS đã thực hiện phúc mở bụng của chị ấy. Và cái việc tái tạo thành bụng là cái điều mà hiệu quả để có thể định hình lại vòng 2 của cái vị khách hàng này. Ngoài ra còn thực hiện việc khép cơ nội soi để cho cơ của chị ấy có thể trở về lại lúc như lúc ban đầu. Và các bác sĩ còn tạo hình cái rung mới cho chị ấy và hút mở hai bên eo để có được một cái vòng eo như ý muốn. Và đây là kết quả sau khi mà bác sĩ đã thực hiện hút mở bụng cho vị khách hàng này ạ. Các bạn thấy là cái phần mở dư của chị ấy không còn như trước đây nữa, và ở hai bên eo thì nó có điểm nhấn rất là đẹp. Đây các bạn có thể thấy được trước và sau khi phẫu thuật ạ. Phần da thừa ở dưới đây cũng được xử lý hết ạ. Và ở cái góc trực diện thì các bạn có thể thấy được hình ảnh rõ nét hơn ạ. Nếu như mà trước khi phẫu thuật thì cái vòng eo của chị ấy không có được như ý muốn, thì sau khi phẫu thuật vòng eo đã rất là thon lại như thế này. Cái phần mở ở phía dưới vùng bikini cũng được các bác sĩ xử lý rất là đẹp ạ. Và ngoài ra thì các bác sĩ của bệnh viện MCAS còn loại bỏ cái phần mở thừa từ vùng dưới rốn đến vùng bikini để tạo được một cái bụng nó phẳng và nó không có dư mỡ nữa. Và đây là một cái trường hợp của một vị khách đã đến với bệnh viện MCAS. Nếu như mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy để lại bình luận dưới video này. Còn không thì các bạn có thể đến trực tiếp tại bệnh viện MCAS để mà gặp bác sĩ Kim để được tư vấn cũng như là giải quyết những thắc mắc của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video livestream tiếp theo ạ. Thank you.